ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo hiếu của con người là đạo hiếu của vạn đời nhân thế. Nó đã trở thành đạo lý sáng ngời muôn thuở của nhân sinh, là nguồn sống thiết yếu của con người. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương.
nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Với hình hài này, với tên họ này, thì mình chính là con của cha mẹ mình. Điều đó là không thể đổi thay, và bạn không thể chối từ. Ấy vậy mà, có những người cố chối bỏ, đốt những điều hiển nhiên đó, để rồi trở thành người bất hiếu. Rất mong tất cả những người con trong cuộc đời này, hãy luôn luôn trân trọng và kính yêu cha mẹ, bởi vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Hãy giữ tròn hiếu đạo, vì Đức Phật dạy đạo Phật là đạo hiếu. Thank you.
Thưa toàn thể nhân dân, trong những ngày tháng 7, toàn thể cán bộ và nhân dân cả nước, các đoàn thể ban ngành đang hướng về ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thì một tin buồn đến với gia đình, với dòng họ. Qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được bà quả phụ cùng các con cháu hết lòng cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 21:45 ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức là ngày 23 tháng 6, Giáp Thìn. Về dự lễ tang hôm nay, thay mặt ban tổ chức tang lễ, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện cho Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Nghệ lên có vòng hoa tươi để tiễn biệt đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Đồng chí mất đi, Đảng bộ mất đi một đồng chí, một đảng viên ưu tú, kiên trung. Nhân dân mất đi một người bạn, gia đình họ tộc mất đi một người cụ, người ông, người chồng, người cha vô cùng thân thiết, luôn tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn Đồng Làng và toàn thể nhân dân long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Ngô Văn Trâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước giờ phút đau thương này, chúng ta bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Đảng bộ và nhân dân chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc nhất tới gia đình họ tộc đồng chí Ngô Văn Trâm. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân kính mến, đồng chí Ngô Văn Trâm sinh ngày 1 tháng 1 năm 1941
tại thôn Bồng Lão, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, trong lúc đất nước ta còn đang đắm chìm dưới ách đô hộ của thực dân và chế độ phong kiến, đời sống nhân dân còn khó khăn đói khổ, nhân dân ta còn lầm than. Lớn lên trong thời kỳ đất nước chưa hoàn toàn thống nhất, Nam Bắc còn phân chia, thời kỳ mà toàn đảng, toàn dân đang ra sức thi đua lao động sản xuất, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, chi viện sức người, sức của trong miền Nam kháng chiến đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Tiếp bước với truyền thống của cha ông, tháng 9 năm 1965, nghe theo tiếng gọi của Đảng, đồng chí Ngô Văn Chân như bao lớp thanh niên Việt Nam lên đường nhập ngũ vào C8, D37, BT42. Với lòng nhiệt huyết với truyền thống cách mạng của thanh niên Việt Nam, đồng chí đã không ngừng phấn đấu rèn luyện và trưởng thành trong quân đội. Đến ngày 16 tháng 6 năm 1967, đồng chí đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ C8, D37, BT42. Từ đây đồng chí đã không ngừng phấn đấu cống hiến cho Đảng, cho quân đội và cho nhân dân. Đồng chí nhập ngũ ngày 2 tháng 9 năm 1965 đến tháng 5 năm 1966. Đồng chí là chức vụ binh nhì C8, D3, E10 huấn luyện. Từ tháng 6 năm 1966 đến tháng 12 năm 1966, đồng chí được phong lên binh nhất C8, C3, E10. Từ tháng 1 năm 1967 đến tháng 12 năm 1967, đồng chí được phong lên hạ sĩ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ C8, D37, BT42. Từ tháng 1 năm 1968 đến tháng 11 năm 1969, đồng chí được phong trung sĩ tiểu đội phó C8, D37, BT42. Từ tháng 12 năm 1969 đến tháng 3 năm 1971, đồng chí được phong thượng sĩ A trưởng C8, D37, BT42. Từ tháng 4 năm 1971 đến tháng 9 năm 1972, đồng chí giữ chức vụ trung đội phó C4, D37, BT42. Từ tháng 10 năm 1972 đến tháng 11 năm 1972, đồng chí giữ chức vụ trung đội phó C4, D37, BT42. Từ tháng 10 năm 1972 đến tháng 11 năm 1972, đồng chí giữ chức vụ trung đội trưởng C9, D37, BT42. Từ tháng 12 năm 1972 đến tháng 4 năm 1974, đồng chí là chi ủy viên chi bộ giữ chức vụ đại đội phó C91, E542. Từ tháng 5 năm 1974 đến tháng 1 năm 1975, đồng chí tham gia học viên lớp sơ cấp công binh do quân 559 đào tạo. Từ tháng 2 năm 1975 đến tháng 7 năm 1975, đồng chí giữ quân hàm thượng sĩ, chức vụ trung đội phó C15, D45, E542. Từ tháng 8 năm 1975 đến tháng 2 năm 1976, đồng chí được phong quân hàm lưu ý đại đội phó C4, E542. Từ tháng 3 năm 1976 đến tháng 9 năm 1978, đồng chí giữ chức vụ đại đội phó C11, E542. Từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 7 năm 1979, đồng chí giữ chức vụ phó bí thư trạm trưởng T72, E472. Từ tháng 8 năm 1979 đến tháng 4 năm 1980, đồng chí giữ chức vụ trợ lý đoàn huấn luyện E472. Từ tháng 5 năm 1980 đến tháng 3 năm 1981, đồng chí được phong quân hàm trung úy về T63, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng chờ giải quyết chế độ chính sách.
và từ tháng 4 năm 1981 đến nay, đồng chí về nghỉ hưu, nghỉ chế độ bệnh binh mất sức sinh hoạt tại chi bộ thôn Bổ Lạc thuộc đảng bộ xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đồng chí là hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thôn Bổ Lạc, xã Thanh Nghị. Từ khi nghỉ chế độ đến nay, đồng chí luôn gương mẫu nêu gương phẩm chất cách mạng, phẩm chất người bộ đội cụ Hồ, cùng người vợ hiền xây dựng kinh tế, chăm lo cho con cháu trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một đi đổi mới đi lên. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ và toàn thể nhân dân, đồng chí Ngô Văn Trân, 83 tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, một đảng viên ưu tú trung kiên, một người đồng chí của đảng bộ xã Thanh Nghị, một người ông, người cha, một người con của quê hương Thanh Nghị, trong quá trình công tác và sinh sống, đồng chí đã không ngừng phấn đấu học tập để lại biết bao tình cảm thân thương đối với đồng chí đồng đội, đối với đảng và đối với nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho đảng, phục vụ nhân dân, được đảng tin yêu, được nhân dân quý mến kính trọng. Về đời tư, đồng chí xây dựng gia đình và sinh được 5 người con, 1 trai, 4 gái và 1 dưỡng tử. Các con của đồng chí đều được học hành đầy đủ, đều đã trưởng thành, chiên bề gia tất. Đồng chí đã có 3 cháu nội, 8 cháu ngoại và 8 chất nội ngoại. Thương lắm thay, đồng chí ra đi để lại người vợ hiền, tuổi cao, sức khỏe yếu, một mình không người bầu bạn tâm sự, không người chia sẻ, chăm nom. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ đảng viên cùng toàn thể nhân dân, đồng chí Ngô Văn Trân, một cựu đảng viên, một bậc cao niên trong xóm trong làng, một hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thôn Bổ Lạc, xã Thanh Nghị nay không còn nữa. Đồng chí mất đi họ tộc, gia đình, mất đi người cổ, người ông, người chồng, người cha thân thương chiều mến. Chi bộ Bổ Lạc, đảng bộ xã Thanh Nghị mất đi một đảng viên ưu tú kiến trung, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đảng, hết lòng hết sức phục sự tổ quốc, phục sự nhân dân, xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đảng bộ, đối với nhân dân, đối với gia đình họ mạc xóm làng. Việc sinh tử, tử sinh là quy luật của tạo hóa, là lẽ thường tình không ai tránh khỏi. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt này, cho phép tôi thay mặt ban chấp hành đảng bộ, cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân xã Thanh Nghị xin gửi tới gia đình họ tộc đồng chí Ngô Văn Trân lời chia buồn sâu sắc nhất, mong gia đình nén đau thương, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của đồng chí Ngô Văn Trân, biến đau thương thành hành động, tiếp tục sản xuất, xây dựng gia đình, xây dựng quê hương đất nước ngày một đổi mới đi lên. Vĩnh biệt đồng chí Ngô Văn Trân, đảng bộ và nhân dân xã Thanh Nghị luôn một lòng đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã Thanh Nghị nhiệm kỳ 2020 và 2025 và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tiếp theo. Bốn nếp thuần lương chọn đời nông nghiệp, rời quê hương tham gia đánh Mỹ, trở về mang thương tật chiến tranh, tạo đoàn kết xóm làng, xây dựng quê hương đất nước, giúp con cháu sẽ tài luyện đức, vui dấu dê dựng vui dấu dề có được cơ ngơi, đời nông nghiệp hòa cùng làng xóm, cảnh gia đình cửa ấm nhà êm, vui bén phước từ mẹ mùa sinh tiền, đường tử tôn cơm no áo ấm, xuất phát đời lộc cha còn tiếp, 83 tuổi nay về nơi tiên trúc của trăm năm đành đoàn chia ly. Như một cánh đồng dù áo bụi trần, quyệt vào gió nương theo mây, đi vào chốn hư không, về miền cực lạc, chúc
đồng chí Ngô Văn Trân ra đi về nơi cõi vĩnh hằng, về với tổ tiên yên giấc ngả thu. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt đau thương này, xin đề nghị các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ đảng viên và cùng toàn thể nhân dân đứng dậy để tổ quốc mặc niệm tiễn biệt đồng chí Ngô Văn Trân. Yeah.
sao lá sầu dội rơi, về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương. Lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa nhà phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngựa xuôi. Nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con vui bước núi cao có mòn biển có dơi,
đời khắc ghi tình cha. Gầm trang đài mà sao con đi dắt ngã hoài để cha miệt mài, ôi thương quá cha tôi. Nhờ công cha như núi Thái Sơn rèn luyện con gian khổ không sợ, mà sao con vẫn mãi chấp chân vẫn mất u buồn, ôi thương quá cha tôi. Thương cha cánh cò cộng nắng sang sông chở luôn nước mắt cay nồng xót xa, giọt nước sinh ra từ nguồn. Dìu con trai bay dục lưng mây, mặc đời cha thân thể hao gầy, mà sao con vẫn mãi thế này để cha cằn chạy, ôi thương quá cha chân vẫn mất u buồn, ôi thương quá cha tôi. Thương cha cánh cò cộng nắng sang sông chở luôn nước mắt cay nồng xót.
bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần an. Phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Thank you.
cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sao bỏ con? Bỗng một ngày trong căn nhà